Hi, xin chào mọi người đến với kênh youtube của Son Studio Thì mọi người tập trung vào cái bài hôm nay nha Hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho mọi người cách sử dụng cái EQ tự động à, Thì cái plugin có tên là Smart EQ3 của hãng Sonable Thì cái hãng Sonable này chuyên làm sản xuất ra các cái plugin à, Giúp cho người mới học mixing á, làm các cái công cụ một cách nó tự động nó có thể là EQ, nó có thể là Compressor và nó có thể là vang luôn. À, thì cái Smart EQ3 này, theo mình thấy thì nó cũng đưa các cái dạng âm thanh của chúng ta nó về vị trí cân bằng, á. tức là nó không quá um, nó không quá chói. Tất cả các lỗi bị um, chói ở đầu vào, thì cái nguyên lý của cái Sonable cái plug Smart EQ3 này, á, nó làm theo là thuật toán à, AI, á. thì người ta sẽ đưa ra các cái, um, các cái đầu vào cho nó là cái dạng âm thanh gọi là ở mức trung tính. Á. À, cho nên là khi mà cái dạng âm thanh chúng ta đưa vào thông qua cái Smart EQ3 này nó sẽ trả cho chúng ta một cái kết quả nó trung bình, nó cân bằng. Đó. Thì sau khi mình sử dụng cái Smart EQ3 này rồi thì mình có thể sử dụng thêm cái EQ khác để có thể tăng hoặc giảm theo ý của mình. Thì từ cái gốc mà cái Smart EQ3 này nó làm á thì âm thanh nó gọi là cân bằng rồi thì mình sẽ điều chỉnh thêm một xíu thôi là cái dạng âm thanh của chúng ta nó đặt yêu cầu gọi là âm thanh nó tốt. Thì bây giờ mọi người cùng nhìn lên màn hình ha, cái Smart EQ Smart EQ 3 của hãng Sonable ha. Thì cái bản số 3 đã đợt trước là nó ra cái bản số 2 rồi, thì bây giờ nó ra bản 3. Thì mình sẽ cùng làm cái EQ tự động này cho cái vocal của chúng ta ha. Đây cái track vocal của mình đây ha, mình sẽ đổi màu cho nó dễ nhìn nha. À, chói quá, mình lấy cái màu xanh này cho dễ nhìn. Rồi. Mình sẽ nắm cái Smart lq 3 này qua. Đó. Thì cái Smart lq 3 này thực chất là một cái EQ parametric EQ thông thường thôi. Nó giống y chang như cái FabFilter Pro-Q3 à, mà những ai mà học mix nhạc thì sẽ biết cái cái EQ này. À, cái EQ thông số đó thì nó rất là chính xác. Thì mọi người có thể là điều chỉnh cái à, cái giao diện của nó bằng cái nút bên này này. Đó mọi người để anh chuột bên này này mọi người sẽ phóng to nó ra xíu ha cho mọi người dễ nhìn mình sẽ phóng to rồi thì mình sẽ hướng dẫn cho mọi người cách sử dụng cũng rất là đơn giản rất là dễ thôi <laughs> gọi là tự động mà nó sẽ làm hết cho chúng ta chúng ta chỉ cần chọn đúng chỗ bấm đúng nút là nó ra thôi thì bây giờ ví dụ là mình đang áp dụng cho giọng hát nha thì à, những cái bài sau mình sẽ hướng dẫn cho mọi người nó cái gọi là áp dụng cho những cái trường hợp khác à, cho cái các cái âm thanh khác và nó có một cái chức năng là um, gọi là layer các cái track của chúng ta, các cái group của chúng ta. Nó rất là hay. À, thì mình sẽ hướng dẫn ở bài sau nhưng bài này. À, nhanh gọn thôi, mình sẽ hướng dẫn cho mọi người cách sử dụng làm EQ cho vocal. Rồi, giọng hát của chúng ta là mình đang sử dụng cho cái track giọng hát 2 đúng không? Mình bỏ vào giọng hát 2 này. <laughs> Rồi mọi người sẽ chọn cái đầu vào, chọn cái thuật toán để nó xử lý cái giọng hát chúng ta thì bây giờ mình sẽ chọn là nó có hai dạng nha vocal high và vocal low à, giọng cao hay giọng thấp này thì đây là giọng nữ à, cũng gần là khá cao đó mình sẽ chọn vocal high ha này vocal high rồi bây giờ mình sẽ cho chạy và mình bấm cái nút này nó sẽ nhập cái đầu vào của âm thanh thì mình cho chạy nha mình cho chạy giọng hát này Cây muốn giữ chắc là bên Rồi mình bấm nút này nha giờ một cơn gió kia sẽ đi đến dạo chơi rằng cơn gió vô Rồi Đây là nó trả cho mình một cái kết quả Đó Tất cả các sóng, các cái EQ nó cắt hết cho mình Rồi chúng ta sẽ điều chỉnh lại một xíu cho nó phù hợp hơn nha Mình nghe cái kết quả của nó trước Ừ thì cây chỉ muốn giữ chắc lá bên đời Từng giờ một cơn gió kia sẽ đi đến dạo chơi Xin đổi cái màn hình bên này cho mọi người dễ nhìn nha Đây Người dễ nhìn hơn ơi, Giờ rằng cơn gió chợt vô tình Cây ngâm ngùi và nhìn lá rơi cây không muốn lá rơi cành khi lá vẫn còn xanh yêu đương khó quá thì về khó với anh. mọi người có thể cho nó hiện cái uh, frequency các cái sóng âm bằng nút này ha, bật nó lên. Một người luôn yêu em nhớ, chắc chắn sẽ không bỏ đi khi em phải buồn được đâu. Phong bờ sóng gió phủ đầu, anh vẫn đứng đằng sau. Rồi sau khi nó cắt xong thì nó có một nhược điểm là nó không có lâu cắt thì mình sẽ hỗ trợ lâu cắt cho nó nha. Rồi bây giờ thì mọi người sẽ chọn một cái điểm bất kỳ. Mọi người thấy cái sợi dây màu trắng này không? Thì mọi người sẽ nhấp hai cái để tạo ra một cái điểm mới để mọi người cắt tầng trầm nha. Nhấp hai cái nè. Rồi mọi người chọn đây nè. Mọi người sẽ chọn cái slope, cái hình dạng của nó. Chụp phải. Rồi mình chọn cái biểu tượng là low cut. Đây, mình sẽ cắt nha. Mình sẽ cắt cách đâu đó tầm 8 90 Tình yêu có xuyên thì từ tìm đến với nhau. Dù sao anh cũng vui lòng. Là... Rồi mọi người có thể muốn là à, cách dốc hay cách thoải là mọi người sẽ nắm kéo lên này, kéo lên là cách thoải hơn, kéo xuống là dốc hơn. Đó thấy không? Cách theo cái độ dốc hay độ thoải là mình để thoải thoải xíu. Mọi người nhớ là tầng trầm mọi người để thoải thôi nha, tầng trầm mọi người đừng có để cắt dốc quá nha. À, để suốt đời này được không? Rồi, mọi người có thể tăng cái cường độ tác động của nó bằng cái nút này. Và nhấp nút này nha. Kéo lên. Đó là tác động nhiều hơn đó, cái cường độ nó mạnh hơn này. Hoặc là kéo xuống để nó giảm cái mức độ tác động. À, kia phải buồn được đó cung bờ sóng gió phù đầu anh vẫn đứng đằng sau tình yêu có duyên thì tự tìm đến với nhau dù sao anh cũng vui lòng làm người anh chơi đến suốt đời này được không cái giọng đàn nữ này cơ bản nó cũng đã ổn định rồi nó không có quá sự nhiều sự um, thay đổi về cái màu sắc á, cho nên là mình nghe nó cũng không có quá nhiều sự khác biệt đúng không cho mặc dù mình đã kéo lên khá là nhiều rồi đó, tăng cái cường độ tác động của nó lên nhiều rồi đó. Uh, từng đó phong ba sóng gió đầu anh vẫn đứng đằng sau tình yêu có duyên thì tự tìm đến với nhau tăng cái cường độ lên nhiều thì nó nghe hơi khác hơn xíu rồi mà bất kỳ cái điểm nào trong này thì mọi người có thể tăng hoặc giảm nó được ha thì cái sóng cái sóng nó tăng hoặc nó giảm nó đã đưa cái âm thanh của chúng ta về cái vị trí cân bằng rồi thì mình ví dụ mình muốn cho cái giọng nó ấm hơn một xíu ở cái vùng này nhấp hai cái mình chọn một điểm nè à, mình sẽ tăng lên cái vùng này một xíu cho cái độ ấm của giọng hát lên ha mọi người có thể lăn chuột để tăng cái giảm cái vùng tác động của nó không lăn chuột nè tăng giảm cái vùng tác động của nó nè mình sẽ tác động cỡ này. Dù sao anh cũng vui lòng lão người anh sẽ đến suốt đời này được không? À nhiều bị um quá ha mình sẽ chọn cái vùng khác. Đi khi để phải buồn được đó. Phong bờ sóng xô phù đầu anh vẫn đứng đứng sau. Tình yêu có sẽ thì tại mình giảm cái độ um của nó một xíu. Ok rồi mọi người có thể là tăng cái giảm cái vùng tác động của nó cũng được đó mọi người muốn tác động tới đây thôi à, hay là mọi người tác động hết thì mọi người có thể điều chỉnh cái vùng tác động của nó nha đó. rồi mọi người có thể tạo ra thành hai bên để mọi người tác động bấm dấu cộng ở đây đó nó tác động nó phân tách ra này thấy không bạn có thể tác động tùy nó cho mọi người tách ra thêm một band đó là hai band đó. tối đa là hai band không tách được thêm nha đó mọi người tác động nhiều hay ít ở đây ví dụ cái band này mọi người tác động ít thôi còn cái band này tác động nhiều chẳng hạn vậy đó thì từ tìm đến với nhau dù sao anh cũng vui lòng là người anh trai đến suốt đời này được không rồi, ví dụ với cái Vocal này mình sẽ đổi thành là Thử là cái Vocal Low xem cái nó có khác hơn nhiều hay không nha Rồi, mình sẽ... Mình chỉ cần là cho lặp lại thôi mình cho nó import, uh, nhập lại cái đầu vào thôi Rồi, mình cho chạy Vocal nha Mình chọn lại Vocal Low nha Rồi, mình cho chạy này Bấm nút này nha vẫn còn xanh Yêu đương khó quá thì xoay về khó với anh Một người luôn yêu à, Nó trả cho mình một cái đáp, đáp án khác ha à, Ví dụ mình xóa cái này đi à, mình xóa, mình Tăng nó lên lại Kéo cái này cho ra Em nhớ chắc chắn sẽ không rồi mình sẽ reset all luôn à, Rồi mình cho nó chạy lại nha thì không muốn rơi khi lửa vẫn còn say. Thì nó cũng tại vì cái vocal này nó cũng ổn định rồi, mình nói từ đầu rồi cái vocal nữ này nghe nó cũng âm sắc nó khá là ok rồi. Nó không quá chói, không quá sáng và nó cũng không quá nhiều lỗi á. Chứ còn những gặp những cái trường hợp khác thì nó sẽ cắt rất là dữ. Đó. Thì đối với vocal low này thôi thì mình sẽ tác động thấp lại chọn cái vùng tác động này. Rồi thì mình sẽ lâu cất nhấp chuột trái hai cái lâu Đó cắt xuống, Rồi đó tầm trăm tăng cái mức độ tác động nó lên xíu hoặc là mọi người có thể là tăng cái dynamic của nó lên này, cái dynamic này à, có nghĩa là cái dynamic này nó sẽ chuyển động nha, nó sẽ chuyển động âm thanh nó nó nhiều thì nó nén nhiều âm thanh nó ít nó nén ít nó cắt ít. À. Đấy mọi người thấy không các cái sợi dây màu trắng này bắt đầu nó có sự chuyển động này tức là cái sự chuyển đổi về mức âm lượng á. Đó. Về khóc với anh. Mọi người luôn yêu em chắc Nó có sự linh hoạt hơn. Trứng sẽ không bỏ đi khi để phải buồn được đâu. Rồi, không thì mọi người cứ theo cái mặc định ban đầu của nó là không phong bờ sóng gió phủ đầu anh vẫn đứng đằng sau Tình yêu có duyên thì tự tìm đến với nhau À cái dòng vocalo này nó khiến cho cái giọng hát của bạn nữ này nghe nó, nó ấm hơn, nó bớt bị chói hơn à, Khi mà mình tắt đi thì nghe nó hơi chói nè, nhưng mà khi bật lên thì nghe nó ấm hơn xíu nha Rồi mình đang bật nè <laughs> rời khi lá vẫn còn sai. yêu đương khó quá thì chơi về khóc à, khi tắt đi nghe nó sáng nó hơi chói hơn xíu với anh một người luôn yêu em nhớ chắc chắn sẽ không bỏ đi khi đêm phải buộc. Đấy. rồi thì mọi người có thể là à, áp dụng cái sử dụng cái plugin smart lq 3 này cho vocal của chúng ta cho giọng đọc giọng hát đều được kha mọi người sử dụng hai cái thuật toán của nó là Vocal low hoặc là Vocal High. Mọi người có thể điều chỉnh lại cái eq sau đó bằng cái sợi dây màu trắng này mọi người có thể tạo thêm nhiều điểm khác nhau nữa. Thì cái eq này nó sẽ giúp cho cái âm thanh của chúng ta trở về cái vị trí cân bằng, nó không có quá nhiều lỗi. Đặc biệt hữu ích cho những ai mới, cho những người mới mới học về mixing á, thì cái này nó sẽ cho mọi người một cái phương án để mọi người thực hành về mixing. À. Rồi cái video này tới đây thôi. Thì um, ở những bài sau thì mình cách sử dụng cái Smart EQ3 này mình áp dụng cho uh, Multi Layer nó khá là hay trong khi mà mình áp dụng cái Smart EQ3 này đó à. và mình sẽ sử dụng cho các cái nhạc cụ khác nữa. Thì mọi người nhớ đăng ký kênh và theo dõi, bấm hình cái chuông để theo dõi mình nha. À, những cái video mới nhất thì mọi người sẽ nhận được thông báo. Ok, video tới đây thôi cũng dài rồi. Hẹn gặp lại mọi người ở những video hướng dẫn tiếp theo của Son Studio. Xin chào.